Ai cũng có những khúc quanh của đời mình, quan trọng là mình vượt qua nó như thế nào để hướng tới tương lai. Thoải Mỹ từng suýt gục ngã, từng uống thuốc tự tử và phải đưa vào viện cấp cứu. Phải nói rằng, nếu không có nghề này thì Thoải Mỹ sẽ không thể vượt qua được. Nhờ làm nghề, nhờ có những nhân vật hỉ nộ ái ố, nhờ tình thương của khán giả quá lớn đã tiếp thêm nghị lực cho Mỹ. Và điều quan trọng nhất là Phật Pháp. Từ khi tới với Phật Pháp, Thoải Mỹ thêm động lực để vượt qua những nỗi đau tưởng chừng như làm mình gục ngã rồi. Lúc đó Mỹ còn trẻ, còn bồng bột, giờ mọc sừng rồi, giờ có đưa thuốc, Mỹ cũng không uống đâu. Mỹ gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên và sức khỏe, lại khó có em bé nên buồn, sân si. Trước đó Mỹ lên chùa, hát nhiều nhưng chưa biết Phật Pháp là gì. Mỹ vào chùa, vừa nhìn thấy chánh điện là gục xuống khóc như mưa. Mỹ nói với Ni Sư, con khổ quá Ni Sư ơi, con muốn xuống tóc, Ni Sư xuống tóc cho con đi. Ni Sư ngồi giảng dạy cho Mỹ nghe. Nếu bây giờ Ni Sư xuống tóc theo nỗi buồn khổ hiện tại của con, thì khi con nhìn thấy mình trong gương, thấy nhan sắc tàn tạ, con còn suy sụp hơn. Thôi thì Ni Sư cắt tóc cho con chút xíu, rồi quy y cho con. Vậy là Mỹ quy y, pháp danh của Mỹ là Thường Trì. Một trí tuệ thường trực và luôn đồng hành, kể từ đó Mỹ thường nghe các quý thầy giảng dạy Phật Pháp để mình thành tịnh và biết nhuận theo tự nhiên. Quý thầy nói nếu lẽ do Mỹ không có nợ về đường con cái nên không có con. Lúc đầu Mỹ buồn khổ nhưng bây giờ Mỹ có những đứa con nuôi và thấy mình hạnh phúc rồi. Nghệ sĩ ưu tú Thoải Mỹ, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 28 tháng 4 năm 1969 tại Sài Gòn. Cô bắt đầu đi hát, cải lương vào năm 11 tuổi với sự dìu dắt của chị Thoại Miêu và Út Trọng là người đã dạy Thoải Mỹ hát cải lương. Khoảng thập niên 50 của thế kỷ 20, cha mẹ của Thoải Mỹ rời quê hương Quảng Nam, Đà Nẵng vào Sài Gòn lập nghiệp. Cũng chính nơi đây, họ đã sinh cô con gái Thoải Mỹ. Nhìn gương mặt xinh xắn như thiên thần của con, cha mẹ cô cẩn thận chọn cái tên Nguyễn Thị Ngọc Mỹ để hy vọng tương lai của con sẽ được tốt lành, hạnh phúc. Nhà có tới 12 anh, chị em nên cuộc sống gia đình của Ngọc Mỹ trở nên chật vật hơn bao giờ hết. Cô bé Ngọc Mỹ sớm phải bươn chải với cuộc sống. Ngày còn nhỏ, Thoải Mỹ đã lon ton đi bán khoai, bán bắp, bán hủ tiếu cho người ta để có tiền về phụ cha mẹ. Thậm chí có những lúc rảnh rỗi, Thoải Mỹ còn đi ở đợ, vất vả, cơ cực đến ngạt thở, nên niềm vui của Thoải Mỹ là những giây phút hiếm hoi được theo chị Năm Thoại Miêu đến chập hát xem cải lương. Có chị là nghệ sĩ nên tuổi thơ của cô bé Thoải Mỹ được lời ca tiếng hát vỗ về, nuôi lớn từng ngày. Từ đó, dòng máu nghệ thuật thấm vào người Thoải Mỹ từ lúc nào không hay. Thấy cô bé Thoải Mỹ sớm bộc lộ năng khiếu, nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy liền nói ngay với chị Năm Thoại Miêu, cho Mỹ đi học nghề đi, còn nhỏ hát được lắm. Như một lời động viên, theo kịp thời, cô bé Thoải Mỹ liền được gia đình gửi đi học hát ở nhà thầy Út Trong. Thoải Mỹ học với nghề suốt 10 năm trời. Được thầy tận tình hướng dẫn bài bản cộng với năng khiếu sẵn có, cô bé sầu riêng như mảnh đất được bồi đắp phù sa càng thêm mỡ màng. Năm 13 tuổi, Thoải Mỹ thi đỗ vào trường khoa đào tạo diễn viên của nhà hát Trần Hữu Trang với tỷ lệ chọn 40 học viên chính thức trên tổng số 5.000 thí sinh dự thi. Cùng khoa với các nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng như Kim Tự Long, Ngọc Huyền, Tô Châu, Thùy Trang. Nhắc đến Thoải Mỹ, nhiều khán giả mô điệu cải lương thể hiện tình cảm, ra mặt. Thương thì thương thật nhiều, mà đã ghét thì là ghét cay ghét đắng. Họ ghét bởi một lý do rất dễ thương, coi tivi thấy đóng mấy vai ác quà, nhìn mặt là thấy ghét. Đối với nhiều người, cái sự ghét này khiến họ buồn, nhưng với nghệ sĩ đó là một thành công lớn vì đã xuất sắc trong việc thổi hồn cho nhân vật, khiến nhân vật hiện lên một cách sống động nhất. Trong nghệ thuật, sau khi tấm màn nhung khép lại, người nghệ sĩ làm cho khán giả nhớ đến mình thì dù là thương, ghét hay chửi thầm tệ, cũng có nghĩa là họ đã thành công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.